Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với Ziptoe FX. Tiếp tục Europe nữa các bạn nha, hướng nước mưa ha. Và video hôm nay sẽ tiếp nối kèo vừa chia sẻ cho mọi người đến từ dự án Mojito Market ha. Video vừa rồi thì chia sẻ cho các bạn tham gia testnet và điền form để nhận phần thưởng Europe trong tương lai đúng không? Ở video này thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn nhiệm vụ bounty ha, nhiệm vụ mạng xã hội đến từ Mojito Market luôn. Và nhiệm vụ này thì các bạn sẽ nhận được rule, những cái vai trò ở trong Discord, khuyến khích anh em tham gia luôn cả hai kèo các bạn nha. Thứ nhất là tham gia testnet và tiếp đến là tham gia trên thằng reel 3 này luôn, reel free ha. Thì thằng reel free này các bạn dễ hình dung nó là gì, nó giống như một nền tảng thứ ba kết nối giữa những dự án và những người sử dụng dự án đó, những người tham gia ủng hộ dự án đó, nó là thằng trọng tài đứng chính giữa ha. Ví dụ như mình làm nhiệm vụ thì thằng Rewa này nó sẽ xác nhận và đưa về dự án để dự án có trả phần thưởng cho người dùng thì đã, nó là vậy ha, tương tự như thằng Galaxy thôi. Ok, đợt trước thì cũng có làm cái kèo đến từ thằng Mesh Protocol rồi đúng không, đây cũng có trên Rewa nè. Thì ở video này mình tiếp tục thôi, link có đặt sẵn trong phần mô tả cho các bạn, đa phần là nhiệm vụ xã hội các bạn nha. Rồi tiến hành, đầu tiên các bạn sẽ join vào join Discord của dự án các bạn nha. Đây, vô Discord trước. Thì nên phần thưởng mình nhận được sẽ là vai trò ở trong Discord. Tất nhiên rồi, những người mà có vai trò trong Discord sau này dự án mà đi vào mainnet thì Europe và ưu tiên cho những người này. Kèo này hai trong một ha. Đợt trước video trước thì là làm testnet, giờ thì nhận thêm ru mainnet tới và thời tới để không kịp các bạn nha. nói chứ làm kiểu này biết đầy Telegram đúng không, quên đầy Discord hết. Mấy cái kèo nào mà kết thúc rồi mà Erup nó không trả, mấy ông vô mấy ông xóa Discord hết cho tôi. Rồi bây giờ tiến hành tham gia các bạn nha. Đối với những bạn mới bắt đầu tham gia ở trên thằng Reelba này thì các bạn connect ví trước, các bạn vô một profile nè, kết nối ví rồi kết nối mạng xã hội này nọ, ví dụ thử luôn ha, trong một setting. Đây, kết nối ví, kết nối với Twitter, kết nối với Discord, rồi sau đó quay ra làm thôi. Giờ mình tiến hành làm. Đầu tiên, xác nhận. Đầu tiên join trước các bạn. Trên đây có cái nút join ha, các bạn bấm cho join trước. Tham gia này. Rồi, xác nhận. Lem, nhập cái email các bạn. Mail này mail của bạn đang xài nha, đừng mail ảo nha, nó sẽ gửi cái đường link về để mình xác nhận nè. Kiểm tra email. Rất là nhiều nhiệm vụ các bạn, nhưng mà mình sẽ giới thiệu sơ cái cách làm thôi, còn anh em tự chiến ha. Với lại một vài lưu ý cho các bạn thôi. Chứ bây giờ mà làm hết nhiệm vụ này thì chắc video dài vô cực quá. Và đặc biệt nhiệm vụ mỗi ngày mỗi làm mới, rất là nhiều nhiệm vụ nên các bạn không lo cái chuyện mà không đủ điểm để nhận cái ru ha, nhận cái ron vai trò. Rồi xác minh trên Discord cái đi. Ủa cái này xong chưa vậy? Lem, sau khi các bạn xác nhận cái email xong thì những nhiệm vụ khác nó mở ra cho mình làm. Giờ giải thích sơ nè, ví dụ nhiệm vụ đầu tiên các bạn chuyển qua tiếng Việt các bạn nha. Đây, ồ này không được, không cho chuyển tiếng Việt ha, do trên trình duyệt Brave nó không có chuyển các bạn. Nếu các bạn xài Chrome hay là cốc thì chuyển ha. Đại khái như nhiệm vụ đầu tiên nè, nó kêu mình viết 300 từ các bạn ha, 300 word nè, 300 từ nói về thằng Mojito này và chia sẻ trên Twitter kèm theo cái dòng hashtag này. Sau khi bạn tweet xong, các bạn dán đường link tweet vô. Thôi giờ tôi tắt dẹp cái này để tôi đi qua bên cái trình duyệt Chrome tôi làm có tiếng Việt. Đã dốt tiếng Anh rồi mà ảnh bài nó không cho dịch qua tiếng Việt nữa thôi đúng không? Rồi như cái trên trình duyệt Chrome của mình, mình làm sơ thử một vài nhiệm vụ và được lên đâu đó gần level 1 các bạn nha. Rất là nhiều nhiệm vụ nào khó quá các bạn bỏ qua, nhiệm vụ nào mà các bạn dịch qua tiếng Việt các bạn thấy đơn giản các bạn làm. Ví dụ như nhiệm vụ Twitter nè, bạc ngàn các bạn ha, làm thử một cái cho mọi người xem. Đây các bạn cứ bấm vào, sau đó mình làm nhiệm vụ ha, ví dụ như like nè, về trả lời nè, rồi retweet lại một cái. Sau đó đợi đâu đó khoảng 10 giây mà mình bấm vô lem rồi qua, lem lỗi thì mình cho load lại lem đúng không? Còn không được nữa thì các bạn đợi khoảng một vài phút sau các bạn quay về lem. Trong thời gian chờ đợi đó mình cứ tắt dẹp đi, mình chuyển qua nhiệm vụ khác mình làm. Và lưu ý đối với nhiệm vụ Twitter này nó rất nhiều các bạn, nên anh em cần chia thời gian ra làm ha, đừng có làm một lúc toàn bộ hết tất cả nhiệm vụ. Như vậy bị vấn đề gì?
rất là dễ bị spam ở trên Twitter đúng không? Thằng Twitter nó sẽ gắn cờ các bạn nha. Nên hạn chế làm 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 mà nhân 3 và 27, 27 nhiệm vụ. Retweet viên khúc như vậy và Twitter gắn cờ chắc luôn á. Ok ha, chia ra làm. Rồi tương tự những nhiệm vụ khác. Nói thôi chứ giờ làm hết cái này nữa mà thôi luôn. Ví dụ ở trên đây các bạn, nhiệm vụ này tạo video nè, trên up trên YouTube thì các bạn có thể bỏ qua cũng được ha, khó quá thì bỏ qua. Còn như nhiệm vụ đăng video ở trên Twitter nè, mình thấy nó dễ nè. Yêu cầu gì? Đăng một cái video dài tầm cỡ 10 giây xuất bản lên Twitter, sau đó đăng kèm với dòng hashtag này và gắn thẻ thằng Mojito Market vô. Thì các bạn cứ đăng một cái video, video đó ở đâu, quay lại với cái video trước các bạn và tham gia testnet đó ha. Các bạn cứ vứt vứt đó, không cần nói gì cũng được, quay cái màn hình lại, sau đó đăng lên Twitter thôi, rồi kèm mấy cái dòng hashtag này nè, tweet một đường, một cái bài tweet, sau đó lấy cái đường link đó gửi vô đây, bấm yêu cầu phần thưởng là xong đúng không? Nói chung nhiệm vụ nào mình thấy phù hợp thì mình làm, còn khó quá bỏ qua, không lo thiếu nhiệm vụ các bạn, quá trời nhiệm vụ. Nhưng mà cái phần thưởng mình đạt được thì mình cũng nên nhắm vô mục tiêu các bạn nha. Đây, kéo xuống ở phía dưới các bạn sẽ thấy khi các bạn đạt được level 4, hiện tại mình là level 1 nè, sắp lên level 2 nè. Khi đạt được level 4 thì mình sẽ mở khóa và mình nhận được cái vai trò và Mighty Mojito đúng không? Chỉ cần như đây thôi và đủ. Còn ông nào thích nữa thì bên cấp độ 5 thì được cái vai trò này, tương tự như vậy cấp độ 7, cấp độ 10. Và ở dưới đây là những nhiệm vụ thường thừa ha. Đạt hết được 4 nhiệm vụ, 4 cấp độ ở theo yêu cầu các mốc ở trên đây thì nó sẽ mở khóa cho các bạn nhận ở phía dưới này. Không cần nữa các bạn nha, mình cũng làm biếng lắm, cũng không có làm hết toàn bộ nhiệm vụ như vậy đâu. Tất nhiên khi các bạn ở vai trò càng cao á, thì cái phần thưởng Europe sau này sẽ càng nhiều thôi. Ông nào siêng thì cứ cày, còn ông nào mà lười thì theo mình nghĩ á, cố gắng đạt được level 4 để nhận được cái vai trò Mighty này là ok rồi ha. Rồi như vậy thôi, chứ giờ mà cày xuyên suốt nó chạy nguyên cái chương trình mỗi ngày nó mở ra như vậy nữa thì chắc là cày không nổi đâu. Mà không phải một kèo, rất là nhiều kèo. Ông nào mà tham gia trên Reelba nhiều á thì mỗi ngày các bạn truy cập vô, các bạn vô một cộng đồng của tôi nè, và các bạn có thể kiểm tra được những cái dự án mà các bạn tham gia để mình tiến hành làm nhiệm vụ hàng ngày ha. Đây vô thử đi. Đây các bạn, như tôi tham gia mới nhiệm vụ này tôi cài cũng hơi bị đắm đuối rồi nè. Smash rồi tôi con hôm bữa cũng share cho mọi người rồi. Quá trời, chán rồi đó. Thôi ráng thôi các bạn ha. Ai nói Europe sướng đâu, trên trời rơi xuống đâu đúng không? Cài cài đắm đuối luôn á. Rồi ok, trong quá trình thao tác còn vấn đề gì nữa thì các bạn hãy để vào comment. Rồi join kênh Telegram để anh em cùng hỗ trợ nhanh các bạn nha. Với lại làm cho nó sung, chứ ngồi âm thầm làm mình nhiều khi nó hơi bị nản. Có cái gì lưu ý nữa hay không? Nói chung những nhiệm vụ đơn giản như là John Medium, Discord, và Twitter này kia ha, mà đừng bỏ qua ha. Với lại Davy Start ha. Đây, Davy Start. Thôi cái này thấy có vẻ là cũng khó nè, bỏ qua. Ngay cái Davy Connect này nhận được các bạn. Cứ mỗi ngày vô điểm danh và nhận được 25 điểm nè. Đấy. Đúng không? Nói vậy thôi, cứ chọn lọc ra mà làm. Lên level 2 rồi, ok. Rồi như vậy và xong các bạn nha. Trong vấn đề thao tác có vấn đề gì nữa thì cứ comment các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.